Hello cả nhà, hello mấy chị gái, mấy chị đẹp nhà mình nha. Kênh YouTube Liên Cần Thơ xin kính chào mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú đang xem kênh YouTube Liên Cần Thơ của em nha cả nhà thân yêu ơi. Thì hôm nay theo như yêu cầu của mọi người, có nhiều chị em nhà mình da nhạy cảm, ngứa, xài kem không được. Có nhiều mẹ bỉm sữa sau sinh và mẹ bỉm sữa đang chuẩn bị sanh, có nghĩa là đang trong thời gian mang thai, muốn dưỡng kem nhưng mà muốn an toàn ha, muốn an toàn để không ảnh hưởng gì tới bé, hoặc là sau khi sanh ảnh hưởng tới bé, hoặc là trong lúc mang thai ảnh hưởng tới bé bên trong ha. Thì chị em nhà mình kêu em mà lên combo dưỡng combo cốt thái dưỡng sử dụng như thế nào để mà cho nó an toàn cho mấy chị, với lại những chị em nhà mình mà ai mà da bị ngứa, da nhạy cảm mà không xài kem cốt thái các loại trên thị trường được. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mấy chị một cái công thức là mấy chị sử dụng không có bị ngứa, da nhạy cảm đều sử dụng được hết ha, da mẫn cảm, da nhạy cảm, da các kiểu ha. Rồi chị em nhà mình đang có mang thai, hoặc là mấy chị em nhà mình sau sanh muốn dưỡng trắng an toàn lên tông từ từ ha, thì hôm nay em sẽ lên combo đó cho mấy chị em nhà mình nha. Vừa dưỡng trắng nhẹ lên tông an toàn mà không ảnh hưởng đến bé, khử thâm cho mình luôn ha mấy chị ha. Rồi ok mấy tình yêu nha, thì em sẽ quay cái combo cho mình nè. Đây là nguyên liệu, nguyên liệu này em đang tháo chút xíu nữa là em sẽ trộn cho mấy chị một mẻ cốt thái VIP. Một ngày là em trộn hai mẻ cốt thái VIP và một mẻ cốt thái ủ tẩy ha mấy chị ha. Với lại chị em nhà mình có yêu cầu pha theo da thì em sẽ pha theo da, còn không thì em sẽ lên combo cho mấy chị, rồi mấy chị có thể tự đi ra chợ mua nguyên liệu đều được ha mấy tình yêu ơi. Đó, em trong lúc em quay em đọc nguyên liệu và hướng dẫn cho mấy chị, thì mấy chị lấy cái gì vui lòng mấy chị ghi lại và nhắn tin qua giùm cho em, hoặc mình có thể chụp màn hình nguyên cái combo để em biết chưa. Mấy chị chụp nguyên cái hình em, rồi xong rồi giờ gửi qua em đâu có biết trong cái clip đó là em chọn cái gì đâu mấy chị. Tại vì là em trộn hơn gần 300 công thức, mỗi công thức khác nhau. Em muốn coi lại cái clip đó thì em phải vào em kéo lại em xem từ đầu thì em mới biết em mới trộn cái gì. Tại vì em trộn em không có nhớ, em pha theo da mà mấy chị chụp gửi qua vậy là em không có bán được cho mình. Tại vì em không có thời gian đâu mà để mình đi vào mình tua lại mình coi. Mấy chị có thời gian, mấy chị rảnh thì mấy chị xem giùm cho em ha, xem giùm cho em rồi mình chụp nguyên liệu, hoặc là trong cái lúc mà em trộn em đọc cái tên nguyên liệu gì thì chị em nhà mình muốn lấy cái gì thì mình ghi số lượng giùm cho em. Ví dụ như là xù nè, quan nè, bóp nè, AC, ghế nhật, BL, mình lấy mỗi loại bao nhiêu hộp thì mấy chị nhắn qua cho em biết đường để mà em tư vấn cho mình. Chứ mấy chị chụp cái hình em giống gì đó thì em đâu có biết cái gì đâu, hoặc là chung chụp em nguyên cái gỗ kem đó, chụp nguyên cái gỗ kem gì em đâu biết gì đâu. Nguyên cái gỗ kem này nó không là công thức gì hết, nguyên cái gỗ kem này nó không là công thức gì hết, nó chỉ là kem phôi mặt thái thôi mấy chị hiểu không. Khi mà mấy chị chọn công thức gì thì mấy chị phải nói với em biết đường. Ví dụ như mấy chị muốn xài cốt thái mạnh, hoặc là cốt thái pha bạch ngọc liên, hoặc là cốt thái dưỡng, hoặc là combo dưỡng pha, hoặc là da chị mấy chị bị ngứa nhạy cảm không xài tẩy không gì hết thì mấy chị nói với em mới biết đường. Chứ mấy chị không nói gì em đâu biết đường đâu, chụp nguyên cái gỗ kem với cái hình của em gửi qua em đâu biết trong đó là gì đâu mấy chị. Tại vì mấy chị biết là em ra rất là nhiều clip, ngay cả bản thân em không có thể nào mà nhớ được. Rồi ok mấy chị nha, không để mấy chị để lâu, em sẽ vào thẳng quay nguyên liệu cho mình ha. Chị em nhà mình muốn sử dụng cái nguyên liệu này thì sử dụng nha mấy tình yêu ơi. Đây em sẽ quay nguyên liệu cho mấy chị á. Chị em nhà mình thích thì mình cứ chụp màn hình lại rồi mình ra mình mua. Đó, hoặc là mấy chị muốn mua thì mấy chị chụp nguyên cái này mấy chị gửi qua e cho em thì em biết đường. Chứ mấy chị chụp cái hình em nguyên gỗ kem em học thật sự là không có biết luôn, nên là không có bán được cho mình ha. Rồi mấy chị cứ hỏi sao mà Liên ơi sao không tư vấn cho chị, sao chị nhắn tin em không trả lời, có biết gì đâu trả lời, mấy bà gửi nguyên cái hình vậy. Em đâu biết mấy chị mua gì đâu mà trả lời ha. Thì cái dòng này á là nó lên tông rất là chậm nha, chỉ sử dụng cho những chị em nào da nhạy cảm mà mình không có xài kem được thì mình bắt buộc phải xài dưỡng thôi. Dưỡng thì nó sẽ lên tông nhẹ nhẹ cho mình ha mấy chị ha. Dưỡng thì nó sẽ lên tông nhẹ nhẹ, lên tông từ từ cho mình, được cái là nó không ngứa. Còn chị em nhà mình mà đang có bầu hoặc là sau sanh á thì mấy chị sử dụng cái này đều được hết luôn, là nó không có tẩy nè, không có thành phần làm cho cái da mấy chị ảnh hưởng tới cho bé, nên là mấy chị sử dụng được hết. Đây là combo cốt thái. Còn hai nữa đó, là một dòng dưỡng pha. Đây là một cái dòng dưỡng pha ha. Thì mấy chị kết hợp cái này là dành cho da nhạy cảm, nó sẽ không có bị ngứa nè.
đây là cái vaseline nè, rồi arbutin nè, rồi cái này là retinol và bon thái, thì mấy chị kết hợp lại. Hôm qua em có mới lên chọn một hũ cho mấy chị em nhà mình xem đó. Còn chị em nhà mình ai muốn tẩy mạnh thì mấy chị có thể bỏ thêm bạch ngọc liên, nhưng mà da nhạy cảm với mẹ bầu thì mấy chị xài nhiêu đây thôi giùm cho em nha. Đó, muốn xài công thức thấm thì mấy chị xài cái này, hoặc là công thức cốt thái thì mấy chị xài công thức này giùm cho em. Em không dùng tẩy thì em thay cái tẩy bằng cái kích ha, cái kích để cho mấy chị nó lên lăn tông nhẹ cho mình. Lăn tông nhẹ thôi chứ cái này không có trắng nhiều nha, chỉ dành cho những cái da nhạy cảm thôi nha mấy chị ơi. Đó, ok chị mấy tình yêu ơi. Còn chị em nhà mình á, mà ai mà muốn mà lên tông chút xíu nữa thì da không nhạy cảm nha, em nói da không nhạy cảm thì mấy chị có thể thêm hai hộp muôn thở giùm cho em. Còn đối với chị em nào mà da nhạy cảm hoặc là mấy chị không muốn xài tẩy thì mấy chị khỏi bỏ, bỏ hai hộp để cho nó nâng tông nhẹ thôi chứ nó không có ảnh hưởng gì cho da, nhưng mà da nhạy cảm thì mình không bỏ luôn nha. Da mấy chị nào mà sao xanh hoặc là mẹ bỉm đều bỏ được hai hộp nha. Rồi ok, em sẽ vào clip chọn cho mấy chị nha. Tự nhiên giờ này có thấy hai cái lỗ tai nó o o mấy chị ơi. Đây là mấy chị sử dụng bên lờ xịn dùm cho em, thì mấy chị sử dụng 6 ống bên lờ nha. Nhưng mà em làm biến cắt của em lấy cái bên lờ gói thì nó rẻ hơn, nó còn có mấy gói à. Còn cái máy gói em xài cho nó hết luôn nha. Cái này là bên lờ gói thì nó có 11.000 một gói thôi. Còn bên lờ ống thì nó 14.000, bên lờ xịn này thì nó 14.000 nha mấy chị nha. 14.000. Đó rồi, chị em nhà mình ai muốn sử dụng cái nào thì mình sử dụng. Tại em cắt em hay bị đứt tay nên em sợ em không có cắt nó vậy. Con heo cho nó cắt, heo nó con heo bữa nay nó về quê nó chơi rồi mấy chị. Heo bữa nay nó về quê nó chơi rồi, chứ xíu em còn phải trộn kem cho mấy chị. Con heo nó trộn phụ, bữa nay nó về quê. Cái này là xù, xù 15g ha. Mấy chị muốn lấy xù 15g thì lấy, hoặc là lấy xù 4.5 thì lấy. Xù 4.5 thì nó rẻ hơn, nó ít cái số gam thì nó rẻ hơn mấy chị. Mấy chị muốn lấy cái nào mấy chị lấy nha, tùy theo mấy chị á. Còn hoặc là mình có thể bớt nguyên liệu lại nữa, mình muốn mua rẻ hơn thì mình bớt nguyên liệu lại dùm cho em nha. Mấy chị nhà mình muốn đi ra chợ mua thì nhớ mua nguyên liệu chuẩn thái dùm cho em nha. Mình xài nguyên liệu chuẩn thái dùm cho em. Cái này là nó không có tẩy, không có gì hết, nên là da nhạy cảm da nào cũng xài được hết. Tại vì có nhiều chị em da nhạy cảm á, mà mấy chị muốn xài kem mạnh à, không trắng thì mấy chị không chịu đó. Thì nói chung là cái vấn đề nó cứ hàng ngày nó cứ tiếp diễn đó mấy chị, nên là em cũng hơi mệt mỏi cái vấn đề đó. Sẵn đây để em giải thích cho chị em nhà mình nghe luôn, là da mình nhạy cảm á, thì mấy chị dưỡng cái này là giống như em đang xài này. Em cũng dưỡng nhưng mà em không có pha mấy cái này, em chỉ pha xù thôi, em chỉ xài xù thôi. Tại em làm biến lấy nhiều nguyên liệu, em chỉ pha cái hàng xù này với bên lợ thôi. Đây là cái công thức em cũng đang xài luôn, em đang xài là cái gọi là dưỡng pha đó ha, gọi là dưỡng pha ha mấy chị ha. Đó, cho nên chị em nhà mình mà da nhạy cảm giống như em, hoặc là da có tông rồi mình muốn giữ tông da thì mấy chị xài cái này đều được ha. Mấy chị có tông rồi muốn giữ tông da, hoặc là mấy chị em nhà mình mà ai mà da nhạy cảm, da ngứa hồi đó giờ mình xài kem gì cũng không được hết, không có xài kem, mua kem của ai xài được hết, thì mấy chị xài công thức này, lấy nguyên liệu về tự trộn giùm cho em. Đó, em đảm bảo với mấy chị là xài không ngứa không gì hết, nhưng mà phải mua chuẩn hàng Thái nha. Mua chuẩn hàng Thái nha, mua hàng Việt nó cũng bị ngứa luôn nghe mấy chị nha. Mấy chị mua hàng Việt xù 100g á là nó cũng bị ngứa luôn. Nên là mấy chị mua chuẩn Thái giùm cho em. Ừ, chứ nhầm khi mấy chị mua không đúng nguyên liệu cái mấy chị nói ủa sao bé Liên anh nói là combo này mình xài không có bị ngứa không có gì hết, mà sao mình mua về mình trộn vẫn bị ngứa. Mấy chị nên nhớ là mấy chị xài cái hàng Việt á, da nhạy cảm là sẽ bị ngứa nha. Giống như em là không có xài hàng công ty ở đây được luôn á, không có xài hàng công ty Việt ở đây được luôn, em chỉ xài hàng Thái thôi. Em pha xù 100g em xài là em cũng bị ngứa luôn á mấy chị. Cái đó là em nói thiệt nha mọi người, chứ không phải mà em nói để mấy người người ta bán mấy cái hàng đó không được. Không có nha. Nếu mà thật sự mà mấy cái hàng đó mà bán được thì em cũng nhập về bán cho mấy chị. Nhưng mà tại vì em sợ mấy chị xài không được. Tại vì thường mấy chị kinh doanh á, mấy chị hay xài cái hũ xù 100g lắm. Xù đại á mấy chị. Xù đại 100g đó là hàng công ty gia công ở đây ha. Chắc của nó cũng đẹp lắm. Chắc của nó cũng đẹp lắm. Mấy chị em nhà mình da bình thường xài được, tại vì cái giá nó rẻ nó ngợi, mấy chị trộn mấy chị bán mấy chị có lời nhiều ha. Da bình thường xài không có sao hết trơn, bình thường mấy chị. Nhưng mà riêng đối với da của em, với lại có nhiều trường hợp da nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm luôn á, là mấy chị không có xài mấy cái đó được. Da nhạy cảm là bắt buộc mấy chị phải xài công thức giống như em chuẩn thái giùm cho em ha, không bỏ tẩy không bỏ gì hết trơn giùm cho em. Mình chỉ pha là kem phôi mặt với lại dưỡng thôi. Cái này là acetate khử thâm nè, acetate khử thâm cho mấy chị ha.
Đó, nên là mấy chị nào da nhạy cảm cứ xài cái này giùm cho em đi, đảm bảo không có bị ngứa, không có gì hết trơn á. Nhưng mà có một cái nó lên tông nhẹ nhẹ chứ nó không có trắng mạnh nha. Không có trắng mạnh em nói trước, tại vì mình đâu có bỏ tẩy đâu, có bỏ gì đâu mà nó trắng mạnh mấy chị ha. Nó vẫn trắng nhưng mà nó trắng nhẹ nhẹ từ từ cho mình ha, chứ nó không có trắng mạnh nha. Nó trắng nhẹ nhẹ giữ tông da. Đó. Rồi ai muốn bỏ bon thì bỏ vô một tép bon hoặc hai tép bon cũng được luôn. Ha, hoặc là mấy chị lấy combo dưỡng, em mới qua combo dưỡng đó, mấy chị pha cái đó lại giùm cho em cũng được luôn. Nhưng mà retinol á thì mấy chị vui lòng pha đúng theo tỷ lệ sorry mọi người nha. Pha đúng tỷ lệ với da của mấy chị. Da của mấy chị như thế nào thì mấy chị pha đúng giùm cho em nha. Cái này là kích lan anh mấy chị. Còn cái kia là cái ống màu vàng á là tẩy lan anh, còn cái này là kích lan anh ha. Cái chất của nó không có bị ngứa, cái chất của nó dễ, nó kích nhẹ trong kem nè. Đó. Mấy chị lấy cái này nè, tại vì lúc trước em hay bán kích thái, mà kích thái chắc của nó lỏng quá mấy chị pha ha. À, lúc trước em hay sử dụng kích lăng kích thái, mà kích thái mấy chị trộn á, mấy chị không biết á, cho nên là không biết canh nguyên liệu nên nó hay bị lỏng kem quá, nên là em không có trộn nữa. Cái này là én thái, mấy chị có thể bỏ một tép én thái hoặc không bỏ đều được nha. Cái này em bỏ vô cho nó đừng có bị ngứa nè. Kem nhà mình muốn bỏ thì bỏ, không bỏ cũng được luôn, tùy theo mấy chị á. Nói chung là nguyên liệu có thành phần nào mấy chị không thích thì mấy chị không để vào. Có những cái thành phần em phối cho mình không thích thì mình có thể bỏ ra, tùy theo mấy chị. Đó. Lúc này em bán nguyên liệu á, em chán quá mấy chị ơi, bán nguyên liệu á, em thiệt nói thật sự luôn mấy chị nghe, mấy chị nào mà trong trường hợp như em á, mấy chị nghe mấy chị mới hiểu. Chị em nào đang bán nguyên liệu thì mấy chị mới hiểu. Bán nguyên liệu rất là chán luôn, toàn là bị gặp mấy chị mà bán hàng không, mà mấy chị bán hàng vô chủ yếu là lấy công thức không, mà hỏi cho đã xong cái không tư vấn thì điện nhắn tin la làng la sớm, tới chừng tư vấn gửi công thức qua xong cái im ghe không mua luôn. Im ghê không mua luôn. Nói chung là sao mấy chị, chủ yếu là lấy công thức thôi. Đó, công thức thì mấy chị có thể vào bên YouTube này tham khảo, em up rất là nhiều. Chứ đâu phải mà em không cho mấy chị đâu. Trong đây là gần 300 công thức. Còn mình không mua thôi, chứ mình qua mình hỏi em chi cho mất thời gian mấy chị. Cái này là BNL gói ha mấy tình yêu ơi. Đó, BNL gói là em mấy chị có thể sử dụng BNL gói hoặc BNL ống đều được. Nhưng mà cái ống á, em dít đó, em sợ đứt tay nên em thay cái này ha. Nên là mấy chị sử dụng bên lợn ống nó tốt hơn. Cái này cái chất nó không bằng, nó không có trắng bằng nha mấy chị nha. Cái này cái chất nó không có trắng bằng. Nên là bây giờ em nản mấy cái người mà khách sỉ lắm. Em nói thiệt sự luôn, khách sỉ với mấy bà mà dọ giá xin công thức đó. Còn em chỉ bán lẻ cho mấy chị em dùng, nhà mình dùng thôi. Chứ mấy bà đó vô, mấy bà hỏi, mấy bà không mua, các kiểu nhắn tin. Rồi nói chung là tư vấn rất là cực luôn. Mà chủ yếu là xong gửi công thức qua cái là im ghe luôn. Gửi công thức qua, biết sao mấy chị, gửi công thức qua lặng lấy công thức của em thôi. Nhưng mà quan trọng là mấy chị về chưa chắc thì mấy chị chọn được đâu. Chưa chắc thì chọn được đâu mấy tình yêu. Mình đừng nghĩ là mình lấy được công thức của người ta cái là rồi, không có đâu ha. Có đâu mấy chị. Cái này là BNL nè. Nên là bây giờ chán quá chị, bán nguyên liệu chán quá. Khách quen á thì em còn phối công thức đồ này kia theo ý mấy chị, chứ mấy chị lạ lạ vô hỏi em không có phối đâu, em làm biến. Tại vì phối xong mà mấy chị cũng không có mua. Phối xong cũng không mua. Sử dụng giùm cho em 6 BNL nha mấy chị nha. Ê. Cái này nè, mấy chị nào da nhạy cảm với mẹ có bầu, mẹ bỉm sữa đều sử dụng được hết nha mấy chị nha. Nó lên tông cho mình nhưng mà nó lên tông hơi chậm tí xíu nha. Nó lên tông hơi chậm tí xíu. Da bình thường, da có tông ha, đều sử dụng được hết. Da nhạy cảm đều sử dụng được luôn. Chị em nhà mình ai mà da bị nhạy cảm mà bị ngứa, xài cái gì cũng không được, thì mấy chị inbox qua giùm cho em lấy combo này nha. Combo này em chưa tính tiền luôn á mấy chị ơi. Chưa tính tiền luôn á. Để em rảnh em tính tiền. Nói chung là em quay như thế này em không có tính tiền đâu. Mấy chị em nhà mình mua thì em mới tính thôi, chứ bình thường quay gì em chưa có tính tiền bao nhiêu nữa mấy chị. Với lại nguyên liệu á, đôi khi nó giá nó lên xuống thất thường lắm, không biết được. Nhiều khi em tính mấy chị 200 mấy đi, cái xong cái nguyên liệu nó lên giá mỗi cái 1.000, cái em tính thêm cái mấy chị nói ơ sao bà hổm báo chị là 200, ví dụ như 250 đi, sao báo chị 250 bữa nay 258.000 kỳ vậy. Chọn nguyên liệu thái này nhầm khi nó lên xuống bất thường lắm. Nhiều lúc xăng lên thì nó lên đó mấy chị. Nói chung là vậy đó, xăng lên thì nó lên đó. Rồi mấy chị đánh cái này giùm cho em nha, đánh cho nó mịn thiệt là mịn giùm cho em cái nè. Sau khi mình bỏ BNL rồi cái mình đánh lên giùm cho em. Ê sao vậy?
rồi vét nó lên ha mấy chị ơi, vét nó lên giùm cho em nha. Tắt cái quạt nó nực quá. Con heo là nó không có tắt cái quạt được, nó mở cái quạt xuyên suốt luôn. Em quay nó ồn. Không có nó thì em ghé em tắt lần em quay cho mấy chị dễ nghe với lại dễ xem. Dễ nghe với dễ xem cái chất kem á mấy chị. Nè. Đó. Ha. Đó. Đây là cái này người ta gọi là cốt nguyên chất nè. Nó xốp nè mấy chị thấy nó xốp không? Nè, nó xốp nè mấy chị. Khi mấy chị chọn đặt thì kem nó tự động nó xốp lên rồi, mà nhiều chị hỏi em công thức xốp em cũng không biết, nhiều khi không được xốp là do mấy chị bỏ cái dưỡng vô nó nhiều xíu thì kem nó sẽ dẻo lợ, còn mấy chị bỏ cái dưỡng ít xíu thì cái kem nó sẽ xốp lên. Nhiều chị hỏi chắc ăn công thức xốp không, mà mấy chị hỏi vậy là em không có bán cho mình đâu, biết đường đâu mà chắc ăn hay không chắc ăn mấy chị. Mình mấy chị chọn ra mấy chị mới biết, thì khi mấy chị muốn xốp thì mấy chị chọn bỏ dưỡng ít thì tự động cái kem của mình nó sẽ xốp nè mấy chị không, cái kem của mình nó xốp đó. Sao đảm bảo được? Có nhiều chị hỏi đảm bảo là không gít, không trắng, không cốt thái, sao đảm bảo không gít được mấy chị? Tùy theo mấy chị xài, mấy chị cảm nhận thôi. Mỗi người sẽ có cái cách cảm nhận riêng ha. Mỗi người ê, còn đang bịt bên lò nữa. Mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng mấy chị, đâu ai giống ai đâu. Ví dụ như bản thân em á, là em xài em cảm thấy bữa một là da em trắng rồi ha. Với lại em cảm thấy là nó xài vậy là vừa ok, tại vì em xài kem cốt thái thì xưa giờ em quen. Còn có nhiều chị thì xưa giờ chưa có xài kem cốt thái, cái sức lên á, cái mấy chị nói gít mấy chị không nổi, tại vì xưa giờ mấy chị xài dưỡng thể không à đó, nên là mấy chị không có xài cốt, mấy chị không quen. Tùy theo, còn có nhiều người thì thích kem đặc hơn nữa. Chị ơi sao mà chị pha đặc giùm cho em đi, đừng có pha lỏng quá. Còn có nhiều chị thì kem ơi sao đặc quá. Thì ví dụ như mà em pha đặc quá thì về mấy chị có thể thêm dưỡng vô. Dưỡng là cái gì? Vitamin với quai. Cái này là khử thâm nha mấy chị. Cái này là khử thâm ha. Khử thâm. Đó. Rồi chị em nhà mình ai muốn sử dụng bon thì có thể bỏ vô một cái bon. Còn không bỏ thì cũng được. Tùy theo mấy chị nha. Cái này là em thêm thôi. Thêm cho nó trắng hồng. Bỏ thêm một tép bon, hai tép bon đều được nha mấy chị nha. Em hướng dẫn cho mình đó. Thì mình có thêm bớt mình lấy gì thì mấy chị cứ nói với em là được. Đó, cái này là kích thái, kích khử thâm ha, kích trắng lên tông khử thâm cho chị em nhà mình. Đó. Rồi sau đó mấy chị đánh lên rồi mình bỏ dưỡng vô. Dưỡng thì hai cái dòng này nè, cái hai cái dòng này mấy chị đều sử dụng được. Vitamin thì mấy chị vừa với combo hơn, nó rẻ hơn cái hàng quay này. Hai cái nó như nhau, mấy chị muốn lấy cái nào thì mấy chị lấy. Cái này là cái hũ này em khui sẵn rồi em trộn cho mấy chị xem. Cái này em khui sẵn rồi nè ha. Cái này thì 48.000, cái này thì 35.000. Đó, thì hai cái nào nó cũng giống nhau, mấy chị muốn lấy cái nào thì lấy cái đó à. Tùy theo mấy chị ha. Tùy theo mình muốn lấy cái nào mình lấy. Còn riêng bản thân em chọn thì em sẽ bỏ đầy đủ hơn. Em sẽ bỏ kích chống nắng, kích khử thâm tùm lum hết trơn cho mấy chị. Còn riêng mà mấy chị mua về mấy chị tự chọn thì không có mấy cái này. Mấy cái này thì không có. Cái này em chỉ mua xài thôi chứ em không có bán. Cái này là kích abutin chống nắng, mua xài thôi chứ không có bán. Tại vì cái này bán về mấy chị không biết pha nó lỏng cái kem chứ không gì hết trơn á. Em bán nguyên liệu cho mấy chị là em sẽ hạn chế những cái thành phần gây cho kem nó lỏng. Về mấy chị không biết canh nguyên liệu rồi cái làm cho cái kem của mình nó lỏng. Đó, cái hũ dưỡng này nè là mấy chị bỏ sau cùng giùm cho em nha. Vui lòng bỏ sau cùng, bỏ từ từ giống như em nè. Đó, bỏ đi rồi xong mấy chị đánh lên, đánh lên coi xem chắc kem nó như thế nào rồi mới bỏ tiếp nha. Đây. Đó, chị em nhà mình mà ai thích cái chất kem xốp thì mấy chị bỏ dưỡng ít thì nó sẽ xốp cái kem giống gì nè. Nè. Cái kem nó xốp nè mấy chị thấy không? Đó, kem nó xốp. Có nhiều chị nói cái kem nó xốp là nó trắng nè, cái này em bỏ dưỡng không đâu có cái tẩy nào đâu mà mấy chị nói nó xốp là nó trắng. Tùy theo mấy chị chọn thôi, tùy theo cái cách mấy chị chọn thôi, chứ không phải là cái kem gỉ dầu vàng là nó trắng nhiều hoặc là cái kem nó xốp là nó trắng nhiều, tùy theo mấy chị phối công thức, mấy chị hiểu không? Chứ không phải là mình quy định kem gỉ dầu vàng là trắng, còn mình quy định là cái kem xốp là trắng, còn cái kem dẻo là nó sẽ không trắng. Cái đó là tùy theo mấy chị thích cái chất kem
em như thế nào thì mấy chị trộn giống như thế đó thôi. Còn nếu như mà đúng công thức mà trắng nhiều á, là mấy chị phối hợp đúng công thức thì tự động nó sẽ trắng, gỉ dầu vàng hay không gỉ dầu vàng gì nó cũng trắng hết trơn á. Mình trộn đúng kem phôi mặt thái là tự động kem mình xài nó sẽ trắng ha. Đó, giống như công thức này dưỡng mà nó xốp cái kiểu này nè, có nhiều chị quảng cáo kem xốp như thế này là trắng cực kỳ, trắng banh nóc luôn. Đó thì em trộn cho mấy chị dưỡng không nè, đâu có cái gì đâu mà nó vẫn xốp. Nói mấy chị hiểu không, cái này là em ví dụ cho mình thôi, chứ mình đừng nghĩ mình nghe người ta quảng cáo vậy là mình quy định cái đó nó vậy. Không có đâu mấy chị, không có đâu mấy tình yêu ơi. Kem này là kem dưỡng thôi, dành cho da bình thường hay da ngứa, da nhạy cảm, mấy mẹ bỉm sữa đều sử dụng được hết rồi. Ok đó, ví dụ là kem này nó đang xốp nè, ai thích thì mấy chị xài cái chất xốp giống gì, còn mình thích thấm nhiều thêm dưỡng nữa cho em đó, thêm dưỡng vô ha. Mình thêm dưỡng vô mấy chị đánh tiếp, chừng nào mấy chị xúc thử cái chất kem mấy chị ưng ý thì thôi. Kem nó dẻo lại nè, mình thêm dưỡng là cái kem tự động nó dẻo lại nè, mấy chị thấy không, dẻo sệt nè. Nó chị đánh cho nó mịn ra nữa là được ha, dẻo sệt nè, đem sức cho mấy chị xem. Ai thích thấm thì mình thêm dưỡng tí xíu nè, kem nó thấm rồi nè mấy chị ha, đó nó thấm rồi đó. Đó chị em nhà mình ai thích này gì nó xốp, cái kem nó phì lên nè mấy chị thấy không, nó phì lên nè. Ai thích thấm nhiều thì mình thêm dưỡng xíu. Nó đơn giản vậy đó mấy chị. Chị em nhà mình mà ai mà thích xài xốp thì mình cứ pha đậm đặc tí xíu, cho lúc mà mình mới trộn mình thấy nó xốp mình pha ít dưỡng thì tự động cái kem của mình nó xốp đó. Rồi mình thích xốp thì mình cứ xài xốp. Còn ví dụ như mình thích cái dạng mà sệt sệt thì mình thêm dưỡng vô. Tùy theo mấy chị bỏ cái hũ dưỡng cuối cùng này nè, mình bỏ từ từ giùm cho em. Còn chị nào bỏ nhiều quá thì kem mình nó sẽ bị lỏng, đơn giản vậy thôi mấy chị. Bỏ nhiều quá thì kem lỏng, cho nên khi mà mấy chị chọn kem á, là cái hũ dưỡng này hoặc là những cái chất thành phần mà nó lỏng kem giống như serum này kia các kiểu mà mấy chị muốn thêm vào á, thì mấy chị bỏ sau cùng giùm cho em. Mình bỏ ít thôi ha, mình bỏ ít, mình canh cái chất kem mình bỏ. Chứ mấy chị hỏi em cũng không biết đường thì em hướng dẫn cho mình thì mình cứ làm theo là được. Có nghĩa là mình sẽ canh, mình bỏ cái thành phần lỏng sau cùng giùm cho em, bỏ từ từ theo cái ý thích của mình. Mình thích nó tới đâu thì mình ngưng, mình thích tới đâu mình ngưng tới đó. Đơn giản vậy thôi. Còn mà kem em pha sẵn em bán cho mấy chị á, mà có nhiều chị em thì thích đặc, cho nên là em pha cái chất nó hơi đậm đặc mà nó thấm nhiều nha. Chất nó đậm đặc mà nó thấm. Chị em nhà mình ai về mà mình không thích đặc thì mình cũng có thể thêm dưỡng vô nè. Cái chất nó đậm đặc giống gì nè mấy chị. Nè nó đặc mà nó đặc mềm chứ không phải đặc cứng khừ nghe mấy chị nha. Đặc mà đặc mềm nè mấy chị thấy không? Đặc mà đặc mềm ha. Cái kiểu đậm đặc mà đặc mềm nè. Đó mấy chị thấy chưa? Đó. Rồi mấy chị sức là nó thấm lên trên da hết trơn luôn. Ha. Rồi chị em nhà mình á, ai mà mình sức mình nó đậm đặc quá mà mình không phái, tại vì đa phần á có nhiều bé mới lớn nó thích cái chất kem đậm đặc giống gì nè mấy chị. Tại vì cái chất kem đậm đặc là bỏ dưỡng ít, giống như em nói với mấy chị ngay từ đầu á, đậm đặc như thế này là pha dưỡng ít thì cái chất lượng kem của mình xài nó rất là trắng luôn. Tại vì nó là cốt, nó cốt nhiều ha, nó cốt rất là nhiều cốt luôn. Còn khi mà mấy chị thích chất kem lỏng á thì bỏ dưỡng vô thêm giùm cho em. À, bỏ dưỡng vô thêm thì chất kem của mình nó sẽ lỏng, nó lỏng lại ha. Đó chị em nhà mình không thích xài đặc thì mấy chị lấy cái hũ này về nè, rồi mình thêm dưỡng vô, hoặc mình có thể thêm mua thêm cái hũ vitamin E này của em nè, về mình pha vô thêm là mình ra được kem nó nhiều hơn thì cái chất của nó thấm hơn. Đó chị em muốn xài đậm đặc thì để nguyên xi em pha gì về mấy chị xài nó mau trắng, tại vì cái chất cốt đậm đặc. Còn chị em nhà mình ai mà muốn lỏng hơn thì thêm dưỡng vô, hoặc là chị em nhà mình muốn xài lỏng thì nói với em thêm dưỡng cho mình, nói em ơi em pha hơi lỏng cho chị thì em sẽ thêm dưỡng lên cho mấy chị ha, đơn giản vậy thôi. Còn chị em nhà mình thích đậm đặc thì xài đậm đặc. Tại vì đa phần nghiêng về em pha hơi đặc xíu để về mấy chị có thể thêm vô được. Còn khi mà em pha lỏng á là vận chuyển á, trời nắng nóng cái kem của mình nó sẽ bị lỏng ra nữa mấy chị. Cái kem nó bị lỏng ra nữa, tại vì nắng nóng là cái kem nó bị chảy ra, mấy chị hiểu không? Nên thường đa phần em pha cho khách là cái chất nó dẻo mà nó dẻo đặc. Mấy chị sức là nó thấm lên trên da, khoảng 1 giây là nó sẽ thấm lên trên da mình. Còn ai mà hồi đó giờ mình chưa có xài cốt thái quen á, mấy chị lớn tuổi thì đó giờ mấy chị xài cốt thái không quen mà mấy chị cảm thấy mà nó đậm đặc quá thì mấy chị có thể thêm cái hũ dưỡng này vô giùm cho em. Cái hũ dưỡng này hoặc là cái hũ dưỡng này hoặc là cái dưỡng lâu thành nào mà mấy chị đang có ở nhà, mấy chị có thể thêm vô ít thôi nha. Thêm vô ít giùm cho em chút xíu, một muỗng nhỏ thôi, rồi mình quấy đều lên mình xài thử. Mình thích lỏng nữa thì mình thêm vô nữa, chứ mình đừng có thêm nhiều quá nó giảm cái chất lượng kem xuống. Ha mấy chị ha.
Đó, rồi quay lại với cái vấn đề chính, chị em nhà mình ai muốn lấy combo này thì mấy chị có thể chụp màn hình lại, đi ra tiệm mỹ phẩm chỗ nào cũng có bán. Nhưng mấy chị lưu ý mua chuẩn hàng Thái dùm cho em ha, chứ mấy chị mua hàng Việt về sức bị ngứa nữa nha. Tại vì đặc biệt công thức này em dành cho da nhạy cảm, da mẩn, da ngứa. Chị em nhà mình xài kem không được thì mấy chị sử dụng cái công thức này, hoặc là mấy mẹ bỉm sữa đang có bầu, hoặc là mấy mẹ bỉm sữa sau khi sanh đều sử dụng combo này rất là an toàn, đảm bảo rất là an toàn luôn. Tại vì nó là kem phôi mặt Thái không à, nó không có cái gì hết trơn á. Còn ai mà muốn lên tông thì mấy chị có thể thêm một hộp tẩy hoặc hai hộp tẩy, nó sẽ lên tông nhẹ cho mình, tùy theo mấy chị ha. Rồi ok, chị mấy tình yêu của em ơi, rồi cảm ơn chị em nhà mình đã theo dõi kênh của em. Còn chị em nào muốn mua nguyên liệu bên em thì mấy chị chụp cái màn hình nguyên liệu lúc đầu em quay đó, mấy chị kêu em soạn cho mình combo dưỡng cốt thái dưỡng ha. Mấy chị nói là combo cốt thái dưỡng dành cho mấy chị da nhạy cảm không bỏ tẩy. Đó, vậy là được. Thì em biết đường em soạn nguyên liệu cho mình, rất là dễ đơn giản thôi. Mấy chị nhắn tin qua Zalo hoặc Facebook cho em, cái link Facebook em sẽ để dưới cái clip. Mấy chị có thể nhắn vào Facebook của em để theo dõi em qua bên Facebook, em live stream hàng ngày á, em có tặng kem bên đó. Mấy chị em nhà mình qua đó chơi cho nó vui ha. Đó, qua đó chơi mấy chị chia sẻ like rồi mình nhận kem không đồng về mình xài. Mấy hôm nay ngày nào em like em cũng tặng kem bên đó hết trơn á. Bên YouTube này á thì em ít có like lắm mấy chị, tại vì bên YouTube like mà cái thời gian nó dài quá, cái clip up lên nó bị giảm tương tác. Mấy hôm nay nó giảm tương tác nhiều quá mấy chị, nên là em không có like nữa. Nên chị em nhà mình muốn hỏi những câu hỏi trực tiếp hoặc là muốn chơi mini game nhận quà từ em, mấy chị qua trang Facebook của em ha. Em có để cái link Facebook như này, mấy chị nhắn vào cái link là qua Facebook của em. Facebook của em là Nguyễn Liên Thúy, trang fanpage mấy chị search trang fanpage Liên Store. Để em lấy cái tên, cái bảng đâu tiêu rồi. Thôi làm biến hình nó nằm đâu rồi mấy chị. Mấy chị search Liên Store là nó ra ha. Hoặc là cái số điện thoại của em, mấy chị add nó cũng ra cái Facebook của em luôn. Chị em nhà mình ai mà muốn đặt hàng, muốn mua nguyên liệu hoặc muốn mua kem trộn sẵn, hoặc tư vấn da để mấy chị mua, thì mấy chị nhắn qua Zalo giùm cho em. Số điện thoại là 0901 280 656 he mấy chị he, hoặc là mấy chị qua Facebook gì đó, Messenger gì cũng được hết. Còn chị em nhà mình mà ai mà không có xài Facebook, không có xài Zalo thì mấy chị có thể nhắn tin nhắn bình thường cũng được he. Nhắn tin nhắn bình thường, khi em thấy tin nhắn của mấy chị em sẽ trả lời và tư vấn cho mình he mấy tình yêu he. Mấy chị vui lòng không có gọi giùm chị em nha, tại vì mấy chị gọi em không có nghe máy, ban ngày em tắt máy không có mở máy mấy chị. 8 giờ tối bắt đầu em mới mở máy lên ha. Ban ngày em tắt máy, em không có nghe máy hay là gì hết trơn á. Buổi tối em mới mở máy, đặc biệt là em không có chốt điện thoại qua nghe máy. Mấy chị nhắn tin cho em chỉ chốt điện thoại qua tin nhắn, tại vì nguyên liệu nó rất là khó. Em phải gửi hình cho mấy chị coi có đúng chính xác là cái sản phẩm mấy chị muốn mua không. Thì mấy chị nghĩ đi, nguyên liệu nè, mấy chị thấy nguyên liệu không? Rất là nhiều nguyên liệu luôn, hơn 50-60 nguyên liệu kem phôi mặt Thái. Rồi ví dụ như mấy chị nhắn cái tên đó hoặc mấy chị đọc cái tên đó mà theo như bản thân mấy chị hiểu, còn bản thân em thì lại hiểu khác. Rồi cái gửi nguyên liệu bị lầm hoài hả mấy chị ơi, gửi nguyên liệu bị lầm hoài hả. Đó cái kiểu giống vậy đó mấy chị. Rồi gửi tới rồi bắt đầu mấy chị không chịu này kia, nó khó lắm. Nên là chị em nhà mình mua thì mấy chị cứ kết bạn Zalo hoặc Facebook với em để em gửi hình cho mình lựa chính xác ha. Rồi cảm ơn mấy chị nha, chào tạm biệt mấy chị gái, mấy chị đẹp nhà mình nha. Mấy chị hãy nhớ đón xem like của em nha, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo khi em ra clip mới nha. Em sẽ ra nhiều cái clip mới cho em nhà mình yêu cầu, thì từ từ em sẽ ra clip cho mình ha. Đó, từ từ em sẽ ra clip cho mấy chị xem nha. Bye bye mấy chị nha, chào tạm biệt mấy chị nha. Chúc mấy chị một ngày mới đi, qua ngày mới, sáng ngày mai là qua ngày mới rồi. Chúc mấy chị có một ngày thật là vui vẻ và may mắn nha mấy chị nha. Còn chị em nhà mình ai mà đang bán hàng thì chúc mấy chị là một ngày mới thì có được rất là nhiều đơn luôn he mấy tình yêu á. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha.